Thưa quý vị, chiều nay, Phó hướng Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có buổi tiếp ông Alan Kani, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, Eurocham và đoàn công tác nhân chuyên thầm và làm việc tại Đà Nẵng. Chào mừng Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, ông Alan Kani và đoàn công tác, Phó hướng Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu những nét đặc trưng cùng tiềm năng thế mạnh của Đà Nẵng những định hướng lớn trong phát triển của thành phố như dịch vụ du lịch công nghiệp công nghệ cao công nghệ thông tin đồng thời khẳng định chính quyền thành phố luôn tạo mọi điều kiện để đem đến sự thuận lợi cho doanh nghiệp trong đầu tư kinh doanh và mong muốn thời gian đến giữa đà nẵng và hiệp hội doanh nghiệp châu âu tại việt nam sẽ có thêm nhiều sự hợp tác cũng như có thêm nhiều nhà đầu tư châu âu đến với hết thành phố Vui mừng được trở lại Đà Nẵng sau khoảng thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng trước dịp sống năng động của thành phố Hút bên bờ sông Hằng, cũng như chất lượng cuộc sống của người dân và tầm nhìn dài hạn trong phát triển của thành phố Hút Đà Nẵng. Ông Alain kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội để các doanh nghiệp của châu Âu tiếp tục hợp tác đầu tư tại đây, nhất là về trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, thúc đẩy kinh tế xanh, đồng thời đánh giá hấp với hướng dẫn thế mạnh hiện nay, Đà Nẵng thật sự đang là điểm đến đầu tư rất hấp dẫn đối với các doanh nghiệp EU.